Chào các bạn, hôm nay thời tiết sẽ là cực nóng, mới sáng sớm nóng thế này. Nếu chúng ta không chăm sóc tốt thì không cứu được những mầm hoa hồng nhỏ như thế này. Các bạn, chắc tôi đã chia sẻ với các bạn rồi, bây giờ tôi lại hướng dẫn tiếp các bạn để cứu lấy những mầm đó này, cứu lấy những mầm này. Những chậu này phơi ở nền sân buổi trưa này có lúc đến 47 độ. Vậy mình sẽ các bạn phun mưa cho chúng, phun mưa các bạn ạ. Bây giờ mình trực tiếp đi phun mưa để các bạn một chút đi. Các bạn hãy phun mưa các bạn ạ. Như mình vừa mới chia sẻ với các bạn đây, không có một sự chống chọi nào với cái nắng gay gắt này bằng các bạn tạo mưa bất cứ khi nào có thể cho những chậu hoa hồng nhà bạn. Sau khi tắt nắng khoảng độ một tiếng đồng hồ, ý nói là cái chậu hoa hồng nhà các bạn kê mà tắt nắng buổi chiều đấy, có thể những chỗ dại nắng 7 giờ nó mới tắt, nhưng nhà các bạn kê chậu khuất mà 4 giờ đã tắt thì sau đó 1 tiếng đồng hồ các bạn tạo mưa ngay cho lần đầu tiên. Tốt nhất tối các bạn tạo mưa được 2 lần như mình đang phun đấy. Các bạn đang nói trên màn hình cố gắng và sáng 2 lần này, khi ngủ dậy tập thể dục bạn phun cho mình 1 lần và khi 6 giờ bạn phun 1 lần, đã được 4-5 lần thì cây hoa hồng nhà bạn mầm sẽ lộc sẽ như các bạn đang nói từ nhà mình của nhà mình. Các bạn ạ, những chậu hoa hồng này ở trên sân tại tư gia nhà mình, một ngày chúng chống chịu từ 8 đến 9 tiếng nắng gay gắt ở cái dưới sân này, thậm chí những hôm nắng gay gắt trời trong đến 10 tiếng các bạn ạ. 10 tiếng các bạn nom lộc lá vẫn lên bình thường, chưa một cây nào có hiện tượng bị cháy xém và thui chột. Mà hôm nay các bạn đã biết thời tiết vô cùng khắc nghiệt, dự báo thời tiết hôm nay 28 tháng 6 ở Bắc Trung Bộ là 39 đến 40 độ, 39, vùng Tây Bắc 42 độ. Các bạn ạ, các bạn ạ, mình đang chia sẻ với các bạn là hoa hồng trong chậu, địa thế không gian không thể trốn chạy, không thể che đậy các bạn ạ. Còn nếu gia đình bạn có một vài chậu có thể che chắn được, có thể kê chỗ mát được thì đó là điều tuyệt vời, tuyệt vời. Đây mình đang chia sẻ với những bạn mà có những chậu ở địa thế như nhà mình không thể trốn chạy, không thể che đậy. Và như các bạn đã nói thì chậu này cây nhà mình vẫn ra lộc, các bạn nói thấy không? Sân này bắt đầu bây giờ là 7 giờ kém 15 đã bắt đầu chuẩn bị nắng. 7 giờ kém 15 các bạn ạ. Tầm cỡ khoảng độ 7 giờ 10 phút là nắng hết sân. Các bạn đang nói, mình đang quay rồi, đang nói. Mình chia sẻ với các bạn cách chống nóng cho hoa hồng bằng thời gian thực, bằng những chậu hoa hồng trồng thực các bạn ạ, để các bạn nắm bắt được và các bạn mục sở thị qua đó rút kinh nghiệm áp dụng chống nắng cho những chậu hoa hồng nhà các bạn. Mình rất hy vọng không có bạn nào bị chết hoa, chết chậu hoa trong thời gian nắng nóng khắc nghiệt này. Mình rất hy vọng. Cho nên hôm nay nắng nóng mình chia sẻ ngay để các bạn ạ, các bạn nom lộc, ngoài cây của mình không chết, không xém lá, mà lộc lá các bạn cứ nom được, lộc lá các bạn nom chết. Đây, cây cổ thụ nhất nhà mình đây các bạn, mình đang quay các bạn đang nom đây, cây cổ thụ nhất 14-15 năm tuổi, 2 tầng, vẫn đang ra lộc các bạn ạ. Không biết tại sao mình đen thế cũng biết, cây ra lộc đúng vào thời tiết nắng nóng, đúng vào thời tiết chu kỳ nắng nóng.
Một lần nữa lưu ý các bạn, đừng mơ ước gì hoa hồng nó đẹp về những tháng mùa hè nắng gay gắt này. Sống sót và ra được chồi lộc, các bạn đã thành công. Đây là trên sân thượng nhà mình. Đấy, chưa đến 7 giờ mà nắng gay gắt thế này. Trên sân thượng, các bạn nói thấy mặt trời đấy. Trên sân thượng nhà mình, các em vẫn đang ra lộc. Trên sân thượng này sẽ nắng gay gắt từ 7 giờ 10 cho đến suýt 7 giờ tối. 6 rưỡi tối vẫn chưa tăng nắng. Các bạn cộng xem bao nhiêu tiếng đồng hồ vừa trên sân này. Các bạn nó hoàn toàn sân nhà mình đấy, sân thượng mà các em nó vẫn ra lộc. Các bạn nó trên tầng 2 trong chậu mầm vẫn đỏ, chịu được gần 10 cái nắng gay gắt này rồi. Mình không nghĩ đó là những điều không ấn tượng đối với rất nhiều bạn đang trồng hoa hồng trong chậu. Mình hy vọng với những kinh nghiệm chia sẻ cho các bạn trong thời gian thực này, các bạn đúc kết được sau khi xem video này những kinh nghiệm quý báu chống nắng cho chậu hoa hồng nhà các bạn, vượt qua thời tiết khắc nghiệt này. Chỉ một tháng nữa thôi các bạn ạ, khi lập thu là hoa hồng các bạn sẽ rực rỡ. Một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã xem clip mà mình chia sẻ. Thưa các bạn, chúng mới tạo một trang YouTube vào ngày 31 tháng 5 2019. Trang này có nội dung chủ yếu là chia sẻ về cách trồng và chăm sóc hoa hồng. Nếu các bạn thấy những điều mình chia sẻ với các bạn là hữu ích thì mời các bạn đăng ký kênh và dành một chút thời gian bình luận. Các bạn chỉ cần click vào biểu tượng đăng ký ở góc phải phía dưới bài viết này và đừng quên nhấn chuông để nhận bài lần sau ngay sau khi mình lên sóng. Một lần nữa, cảm ơn và chào các bạn. Hẹn gặp lại.